Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 3 hàng năm được chọn là ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Với nhiều hoạt động được triển khai đã khẳng định vai trò vị trí tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Năm nay với chủ đề kinh doanh trách nhiệm tiêu dùng bền vững trong thời kỳ bình thường mới, ngành công thương đề nghị cộng đồng doanh nghiệp thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền của người tiêu dùng một cách chủ động, thiết thực, hiệu quả, sáng tạo, song hạn chế tập trung đông người, bảo đảm an toàn phòng dịch. Trước những thông tin về hàng giả, hàng nhái, thực phẩm bẩn tràn lan, thời gian gần đây nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã thay đổi phương thức mua sắm. Thay vì mua tại các chợ truyền thống hoặc cửa hàng nhỏ lẻ, nhiều người lựa chọn mua tại các siêu thị với hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, được niêm yết giá bán. Cách thức mua sắm này thể hiện người dân đã quan tâm hơn tới những quyền lợi mình được hưởng như quyền được thông tin, quyền được đảm bảo an toàn, quyền được góp ý kiến, khiếu nại và yêu cầu bồi thường thiệt hại khi mua sắm hàng hóa. Thích đi siêu thị vừa đi chơi vừa đi sắm, nó nói chung là cảm giác nó yên tâm về chất lượng, cũng thấy thích, tại vì là xu hướng là hướng đến là sạch rồi là an toàn rồi là cũng nhiều hơn. Tin tưởng. Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2021 được tổ chức thực hiện trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp và khó lường, kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng chưa từng thấy đối với nền kinh tế. Trong bối cảnh thị trường khó khăn thì việc tuân thủ và đáp ứng các nhu cầu quyền lợi của người tiêu dùng sẽ giữ vai trò quyết định đối với sự tồn tại của doanh nghiệp nói riêng và sự phát triển của nền kinh tế nói chung. Theo đó, từ khi dịch bùng phát trở lại, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh đã có nhiều giải pháp cung ứng đủ hàng hóa, có nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo an toàn thực phẩm, đồng thời không lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá bán. Cũng nhiều nhà phân phối rồi tiện, rất là tiện, nhập qua các nhà phân phối rất là tiện, thứ nhất là họ cũng có uy tín rồi, mình nhập lúc nào yêu cầu hóa đơn là phải đầy đủ, hóa đơn đỏ, tem phụ hoặc là đát hạn. Hoặc là nếu như có đát hạn ngắn thì nhà phân phối ở đây là họ cũng phải chịu trách nhiệm đổi đát cho mình hay như thế nào đấy, nên là cũng yên tâm về hàng, chất lượng. Thời gian qua, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái đã tăng cường, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, các địa phương, doanh nghiệp, phân phối hàng hóa thiết yếu trên địa bàn, chuẩn bị đầy đủ các nguồn hàng, bảo đảm cung cấp cho thị trường. Là siêu thị lớn đứng chân trên địa bàn thành phố Yên Bái, Vinmart hiện đã chủ động kinh doanh buôn bán cung ứng hàng hóa trong thời kỳ bình thường mới, đồng thời thể hiện trách nhiệm của đơn vị kinh doanh khi cung cấp hàng hóa đảm bảo chất lượng. Vinmart cũng đã luôn luôn chủ động cùng làm việc với nhà cung cấp và luôn luôn có sẵn hàng hóa và từ chuẩn bị kho một số lượng rất là lớn. Ngoài kho ở tại Vinmart đây thì chúng tôi còn có kho tổng ở ngoài Hà Nội, thì luôn luôn sẵn sàng để đảm bảo hàng hóa cho khách hàng. Trong tháng 3, tháng cao điểm ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam, Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiệm vụ tới các chi hội để mạnh tuyên truyền nhằm thông tin tới người dân về quyền lợi của người tiêu dùng, chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị nghiên cứu và áp dụng các công cụ, hình thức kinh doanh phù hợp để bảo đảm sản xuất kinh doanh tiêu dùng an toàn và thuận lợi. Đặc biệt, Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường kiểm tra các đơn vị sản xuất kinh doanh nhằm tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, đúng luật. Là tăng cường công tác nắm bắt tình hình, theo dõi sát diễn biến của thị trường về cung cầu hàng hóa và phải có ý kiến và biện pháp xử lý ngay các điểm xảy ra để xảy ra khan hiếm hàng hóa, kiểm tra kiểm soát kịp thời, phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh thương mại, kiên quyết không để hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên thị trường của tỉnh. Thực ra các đội quản lý thị trường địa bàn bám sát địa bàn, theo dõi tình hình biến động thị trường để tập trung đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tích cực kiểm tra kiểm soát giá cả của hàng hóa, đặc biệt là đối với các nhóm mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng. Bên cạnh sự vào cuộc của các cấp các ngành nhằm ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm của cơ sở sản xuất kinh doanh, thì chính người tiêu dùng cần phải thông thái để lựa chọn những sản phẩm đảm bảo chất lượng và an toàn.